quý vị và các bạn, khu vực Bắc Bộ đang đối mặt với đợt mưa lớn cùng với việc các hồ thủy điện điều tiết xả lũ. Vì vậy, lũ ở các sông dâng cao, nhất là các sông ở các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Dự báo từ nay đến ngày 11 tháng 9, lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì mức báo động 2, có nơi trên báo động 3. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông. Trong 2 ngày tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, lượng mưa có thể thêm từ 100 đến 200mm và có nơi trên 300mm. Cùng với lũ trên các sông lên cao, thì người dân sống ở khu vực sườn đồi núi cần hết sức cảnh giác với tình trạng sạt lở đất và lũ quét. Khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh vào đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều nơi có nắng nóng, nên nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, thậm chí có điểm nắng nóng gay gắt trên 36 độ. Mưa rào kèm dông rải rác tiếp tục diễn ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa Tây Nam vẫn hoạt động ở các khu vực này. Mặc dù ít điểm mưa to, tuy nhiên cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có khả năng xảy ra trong mưa dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ mức nhiệt cao hơn từ 31 đến 34 độ. Trên biển, cần lưu ý các khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông, Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Khu vực tỉnh Quảng Bình nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin này. Sau đây là phần nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai.